Mời quý vị và các bạn cùng chào buổi sáng với phần điểm tin của báo Nghệ An.vn. Tối mùng 7 tháng 11, Bộ Công an ra thông cáo báo chí về vụ việc 39 thi thể trong container ở Anh. Theo đó, cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh đã xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại Đông Bắc London vào ngày 23 tháng 10 năm 2019 đều là người Việt Nam. 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Ngay sau thông cáo của Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh gửi lời chia buồn sâu sắc với tất cả gia đình và thân nhân các nạn nhân, đặc biệt là các nạn nhân người Nghệ An. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ, đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Tỉnh Nghệ An xin được chia sẻ, mong các gia đình sớm vượt qua những đau thương mất mát này. Tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện tối đa các biện pháp hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời sẽ kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành thông tri số 13 TTTU về Đại hội Đảng các cấp. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại chỉ thị số 35 CTTU, các hướng dẫn và văn bản chỉ đạo của Trung ương và của cấp ủy cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí tiêu cực. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cũng theo thông tri số 13, mỗi huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc chọn 3 đến 5 đơn vị cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ các huyện Con Cuông, Yên Thành, thị xã Cửa Lò, Đảng bộ, Bộ đội Biên phòng tỉnh làm điểm chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Ngã tư N5, điểm giao cắt với quốc lộ 1A, nằm trên địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Sau hơn 2 năm thông tuyến, đã trở thành ngã tư tử thần tại Nghệ An khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Sau khi báo Nghệ An phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông, tại khu vực này đã được lắp đặt hệ thống đèn giao thông với kinh phí trên 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, tối mùng 6 tháng 11, tại điểm nóng về tai nạn giao thông này, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, khiến phương tiện lưu thông lộn xộn, mất an toàn. Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng mùng 7 tháng 11, hệ thống đèn tín hiệu tại ngã tư này vẫn chưa hoạt động. Một thông tin được dư luận quan tâm trong những ngày qua là chuyện thủ môn Nguyên Mạnh rời sân Vinh để thi đấu cho đội bóng khác ở mùa giải 2020. Người hâm mộ xứ Nghệ đã cảm thấy lo lắng cho vị trí người gác đền của đội nhà trong tương lai gần. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Nghệ An, hiện có hai phương án để đội bóng xứ Nghệ lựa chọn. Thứ nhất là đặt niềm tin vào Văn Hùng, Văn Tiến và Văn Cường. Thứ hai là chiêu mộ thủ môn từ đội bóng khác, giống như với Quốc Trung ở Nam Định, Văn Hạnh ở Phú Yên, Quốc Cường ở Ninh Bình hay Vũ Hải Hải Phòng ngày trước. Quyết định cuối cùng sẽ như thế nào, tất cả phụ thuộc vào những nỗ lực, những màn trình diễn của họ trong thời gian sắp tới và quyết định cuối cùng của ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An.